Đây ok anh em này. Đó. Ai ổn như ta. Ok anh em này, nhiều anh em bảo Khải là xoay đồ của top 1 tổng kim thứ gì dùng nói cho anh em xem. Đây. Xoay cho anh em xem. Đây thiên nhẫn nha anh em. Đây là review của thứ gì chúng nói đang top 20 server. Hiện tại theo Khải Ngươi đang còn cấp 95. Cấp 95. Rồi cái đồ này, nón. Ui, một cái nón. Nón nông 1 này mày. 19-40. 19-40 mà tiếp một cái là sinh lực lực hơi thấp. Hiện tại đang đánh một đạn này mày. 19-40 đạn móc rồi. Rồi cái vũ khí rồi. Vũ khí 30 là hiện tại là set đồ này được móc choáng 70 rồi. 70 và kèm theo cái gì nữa đây. Hiện tại thứ gì dù nói đang mạch một set phá hành. Set phá hành anh em, không theo hở của mình. Chúng ta mặc set phá hành là vũ khí thủy và nón thủy. Ba tay thủy và ngọc bội thủy. Đó. Vũ khí này thì cũng ok, không phải gọi là dạng VIP mà gọi là tầm trung. Tầm trung này. Tộc bao tay thì bao tay chỉ được cái kháng thôi. Bao tay được kháng 19 thôi, cũng không có được gì, sinh lực cũng hơi cùi quá. Ngọc bội thì được cái nội lực cao. Nó được kháng hỏa 9. Rồi, tiếp đến dây chuyền xem. Dây chuyền không có kháng tất cả, kháng độc 12. Kháng độc 12 và có nội lực 84. Dây chuyền cũng gọi là dây chuyền bình thường thôi. Một cái áo nội lực 93 là lấy cho mình nội lực. Đây thiên nhẫn này nội lực lấy rất là cao. Áo phục hồi 40 nội lực 93. Rồi, nhẫn. Nhẫn chỉ có tiếp tục lấy nội lực. Ngọc bội nhẫn dưới này thì kháng lôi. Nói chung là nhẫn này cũng tầm thường, nên em có dòng nội lực thôi. Nhẫn kháng lôi 14. Đây lần kháng lôi 19. Đồ cũng khá là bình thường, không có gì VIP anh ơi. Nhưng mà nói chung là anh ta chiên cho mình về cái phần nội lực là nhiều. Đa số khả thái nội lực rất là cao. Đó. Đây là set đồ của anh em Khải nói Khải là build cho anh em xem. Chuyên gia top 1 tổng kim. Vào cái thời điểm 21 giờ hàng ngày. Ở thời điểm này thì Khả nói sơ qua luôn cho anh em hiểu sơ qua. Thì hôm nay thì thiên nhẫn khá là mạnh. Phiên bản này phiên bản nội công á. Thiên nhẫn tầm này rất là mạnh. Khả nghĩ là ông này là vào tổng kim chắc cánh full lag. Nên là đánh rất là trâu. Chứ nhìn sơ qua dàn đồ và dàn kháng thì không thể nào mà trụ nổi trong những trận tổng kim như vậy. Mà ông ta đánh đa số là tấm 1 nè. Đa số tấm 1. Ngày nào 21 giờ cũng tấm 1. Trận 9 giờ cũng tấm 1. Đó, set đồ đó anh em ơi. Nói chung là nhiều anh em bảo tí nữa Khải sẽ xem tiếp set đồ của bà Tăng Vlog cho anh em xem. Cái gì anh em xem video đừng quên để lại một like chia sẻ giùm cả nha.